Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái bộ chuyển đổi tín hiệu từ Lightning, cáp Lightning ra các cái cổng như là HDMI, VGA và là kể cả là cổng âm thanh, audio. Thì đây, mình có một bộ đấy trên tay đây, mình sẽ giới thiệu các bạn. Khi mà sử dụng cái bộ này thì cáp Lightning là cáp dành cho cái dòng hệ điều hành iOS. Ví dụ như chúng ta có các điện thoại iPhone, iPad hoặc là iPod cũng được. Chúng ta sẽ sử dụng cái cáp này. Cáp này thì có cả âm thanh. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này. Thì trong hộp chúng ta chỉ gồm có hai phần, một là cái dây nguồn. Dây nguồn này thì để cung cấp nguồn điện để nó cung cấp ra cái tín hiệu này. Đấy, bắt buộc phải có nguồn thì nó mới chạy, chứ không phải là cắm không. Ở đầu bên này các bạn thấy là một đầu nó có là HDMI và một đầu còn lại là VGA. Một cái lỗ chấm nhỏ nhỏ này thì sẽ là cổng âm thanh. Đấy, các bạn xem ba cổng nhá. Rồi, ở phần còn lại chúng ta có một jack Lightning này, jack Lightning để cắm vào các cái thiết bị của chúng ta. Ở bên cạnh này thì có một cái cổng để chúng ta có thể cắm cái điện vào. Và mình sẽ thử cho các bạn. Để sạc điện, mình sẽ phải làm cái điện đầu tiên. Điện thì các bạn có thể cắm trực tiếp vào các cái cốc sạc. Nhưng mà ở đây thì mình có thể cắm bằng sạc pin dự phòng. Nếu mà kể cả chúng ta có mang đi đâu, chúng ta sẽ lấy sạc pin dự phòng này. Sạc pin dự phòng này. Cắm một đầu sạc pin dự phòng để có nguồn điện này. Đầu còn lại thì chúng ta cắm vào điện thoại. Chúng ta chỉ việc cắm nữa. Đấy, cắm vào điện thoại này. Đấy nhá. Rồi. Đấy, nó báo nhận rồi đây. Còn cái đầu còn lại của các bạn nhìn là chúng ta chọn lựa giữa HDMI và VGA. Thì mình lưu ý một chút là cái cổng HDMI thì là cái cổng nó xuất luôn âm thanh, tín hiệu âm thanh ra. Các bạn có thể sử dụng luôn tín hiệu âm thanh của TV. Còn nếu mà các bạn dùng tín hiệu VGA thì các bạn sẽ phải sử dụng thêm cổng audio. Chúng ta sẽ xuất một cổng audio riêng ra loa. Còn một cổng thì sẽ là hình ảnh không thôi. Thì hai cổng phải đi kèm với nhau. Nếu mà các bạn lắp HDMI vào và các bạn vẫn out ra một cổng âm thanh thì vẫn được. Thì nó sẽ out ra cổng âm thanh của TV và out ra cổng âm thanh của loa. Thì với những bạn nào mà có thể làm nhà cà phê mà xem muốn out ra hệ thống âm thanh riêng, chúng ta sẽ sử dụng rất là tiện lợi. Đây là một cái bộ chuyển đổi 3 trong 1, hai cổng hình ảnh và một cổng âm thanh. Bây giờ thì mình sẽ test thử với cả cổng HDMI nhá. Hai cổng này thì nó cũng gần như là tương đương nhau. HDMI này thì đây, chất lượng sẽ cao hơn, có âm thanh. Thì cảm mạng này. Đây, mình sẽ bật điện thoại này nhá. À, chúng ta đã thấy là chúng ta sẽ có cái phần mềm này. Nó hiển thị hoàn toàn trên đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là phần lúc mình bật nghe nhạc này thì nó sẽ có hình bình thường này. Mình bấm này, play này. À, bạn nhìn khi mà chúng ta cắm cổng HDMI rồi mà chúng ta vẫn muốn out âm thanh ra một cái đường khác nữa, không phải đường TV mà ra đường loa riêng, thì chúng ta sẽ sử dụng này, jack loa này, mình cắm này để phát ra âm thanh, hai âm thanh luôn. Còn không, các bạn có thể tắt âm thanh của TV và chỉ nghe loa thôi. Nếu mà loa các bạn là chất lượng tốt hơn TV, chúng ta có thể sử dụng này. Đây là một cái bộ chuyển đổi khá là đơn giản, các bạn thấy không? Mình dùng khá là đơn giản, các bạn có thể chuyển đổi với cả cái hình ảnh trên điện thoại. Ngoài ra thì kể cả khi mà các bạn xem những cái bộ phim chẳng hạn, chúng ta có thể xoay ngang màn hình. Mình có thể xoay ngang số cái phim đây, thì khi mà mình xoay ngang chúng ta sẽ có một cái màn hình full. Ta có thể sử dụng
Đây, và mình sẽ cho các bạn xem lại một lần nữa cái hình ảnh của sản phẩm. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, nhận hàng sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập trang web icamera.vn hoặc gọi số hotline của tôi. Cảm ơn các bạn. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn.